trình của anh không có gì ngoài những chàng trai đẹp thôi. Mà chị nói trước luôn là nhan sắc là cỡ anh Vinh trở lên không đó. Ngày xưa anh Vinh là thần tượng của em về vẻ đẹp của nam tính đó chị. Đẹp trai thì người còn nhiều người yêu. Còn bây giờ bây giờ thì trung niên. Hai tay anh ôm xương dòng rất đau. Bạn này mới ra là bắt đầu dày vô nhịp đó nha. Nhưng mà nó khúc đi lùi lùi đó là không có đẹp nha, không có ngọt. Có nghĩa là nhiều khi biết cái nhịp nhưng mà giả bộ nhảy để đánh lừa khách mời, nhưng mà không phải là nhảy mà một cái nghề nào khác, mà không phải là cái nghề nhảy, không phải xả rác luôn. Là sao ta? Không hiểu luôn. Rối nùi ra. Phải nói cái nào cho mọi người hiểu được không Vinh? Rồi thôi bỏ qua luôn đi. Em nói rõ dữ lắm luôn á. Bây giờ hỏi mọi người khán giả có hiểu không? Đó, nhục mặt chưa? Thôi. Bác sĩ phẫu thuật đi khách thường chết khách gì chứ mình đâu có đi đâu, mình phẫu thuật sai. Bệnh nhân đi luôn. Thôi tôi đề nghị nha, bà này là dẹp nó qua một bên đi, chút xíu nó hỏi đi. Cảnh là văn phòng nè, điện thoại nè, rất bận rộn nè, chị hết nổi tung giấy lên nè. Tập trung làm việc quá bị điên chạy tự do luôn. Dạ. Dạ bên đây chú thương hả, tập hôm qua chú giúp em, bên này có cái ca nặng lắm, quá liền nha chú. Em nói nè. Em nói đi. Nghiêm túc nha. Nãy giờ em không hề giỡn. Thầy cô hả? Mặc dù cái mặt em nó giỡn thôi. Mặt dạ. Em nó vui vậy đó. Thì em thật tình không? Em sẽ tính chính nè. Bộ độ mình giúp bà đó anh. Sứ á, cái gì đó. Biển họ mạo hiểm là gì? Liên quan tới tính mạng. Chạy tự do có nghĩa là mình chạy. Em nói đúng mà sao mọi người? Đất đúng. Nó đúng quá, không biết phản ứng sao bà cơ. Tập trung vì mình chạy tự do, nó liên quan tới tính mạng của mình. Mình phải tập trung, mình mà chạy sai, mình té, mình chết liền. Và cái nghề em... Alo, dạ xe tới rồi hả anh? Dạ, em đưa người ra liền. Em nói đúng mà.